Này chị, mẹ nói ý kiến nghe này, mẹ không ở tắm đêm nha. Bởi vì mẹ sợ chết, mẹ không sợ dơ. Còn ba con 2 giờ sáng vẫn tắm thì là vì sao? Không sợ chết nhưng vẫn sợ dơ. Hai cái trường phái nó khác nhau, con hiểu không? Con hiểu vấn đề không Kiến? Bây giờ mà mình tắm là ví dụ như mình tắm cái đêm đêm hôm á, nhiều khi á mình bật ấn nút nóng á, ở ngoài trời nó lạnh á mà mình đâu có đóng cửa đâu, một phát thôi nó phà hơi vào là coi như đứng đơ nhịp tim ơi đứt luôn. Thôi nói chung mẹ ở bẩn cũng không sao đâu con ạ. Mình ở bẩn một chút mình không chết, nhưng mà chưa chắc mình ở sạch, mình đã bình an con ạ. Con hiểu không Kiến? Cái gì? Đâu. Ồ má ơi, bớt cái giọng này đi nha. Bớt cái giọng nha. 1 giờ đêm không có ai đi tắm cả. Còn ông đi tắm, ông cứ tắm nè. Không. Đêm thì cơ thể người cũng vậy, thì vô thì giờ bệnh thì chết thôi, gì đâu. Thôi tôi đang uống bia, tôi 2-3 chai bia rồi, tôi không uống. Tôi không tắm. Thôi, có bia thì đỡ thừa bia, không có bia thì cũng mới dơ à. Phải rồi, hai đối tượng sạch ở với nhau. Bà cười tôi à? Con ở với ai, con nói mẹ nghe. Đổi với mẹ. Ok. Nhưng mà kéo mùi thơm của ba tới cho mẹ. Kéo mùi thơm khỏi đi. Tôi không có gì kéo mùi thơm. Ở dưới cả hai. Tôi sẽ xịt Victoria Secret. Hết ạ. Ai ở sạch cứ ở thôi. Mẹ đi ngủ đây. Mẹ mấy chai bia rồi. Con hiểu không? Chả nghĩ như nào cả, uống có mấy chai bia vào mồm tự dưng đi tắm. Tắm xong chết ngắc ra đấy, bảo vì sao đen. Không con ạ. Mẹ thà ở ở bẩn mà sống lâu. Còn còn hơn là ở sạch mà chết ngất. Không. Thơm hay thối không quan trọng, nhưng quan trọng là mẹ phải sống con ạ. Thôi con yên tâm, ai sạch cứ sạch, mẹ phải đi lên mẹ ngủ chứ mẹ mấy chai bia rồi, không thể nào mà ngồi đây được con ạ. Còn ai ở sạch cứ ở. Con đừng có tin những cái lời bảo là phải đằng nào cũng phải tắm, đằng nào phải chết. Không, mình cứ sống đi con. Rồi, cầm lấy cái mẹ. Mẹ, con phải tin mẹ. Khi rồi. Bia rượu là không đủ được tắm, không biết đâu. Trời ơi, con xem rồi. Người ta thế nào? Có người á, sống á, cứ tắm hoài. Nhậu xong rồi tắm xong rồi. Họ á, xong mới có 5 giây sau á, mới bật nước nóng lên thôi mà quên đóng cửa trời lạnh nè. Chết luôn. Không, mẹ biết sao không? Một phát cái gì mạch, mạch đập. Mạch não nó chết đi. Thôi con ạ, mẹ bẩn cũng quen này.
đối tượng kia thấy tôi ở bệnh kinh đấy.